Tôi là Nguyễn Hoàng Vy, hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Trước năm 2012, tôi biết chị Phạm Thanh Nghiên là một tù nhân lương tâm bị bỏ tù vì những bài viết và hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Lần đầu tiên tôi gặp chị vào tháng 4 năm 2012 khi ra Hải Phòng để tham dự phiên tòa xét xử Đoàn Văn Vương. Sau đó, chị Nghiên tham gia rất nhiều hoạt động bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền tại Việt Nam như là tuyên bố của những công dân tự do, tuyên bố 258, thành lập mạng lưới blogger Việt Nam, chiến dịch chúng tôi muốn biết, chiến dịch nhân quyền 2015. Chị Nghiên là một người hoạt động rất đặc biệt, với vóc người nhỏ nhắn và sức khỏe không tốt do hệ quả của thời gian bị cầm tù. Nhưng khi ra tù, chị vẫn tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ từ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam đến tự do dân chủ và cả những vấn đề môi trường và dân sinh. Nhờ có những người hoạt động nhân quyền như chị Nghiên mà môi trường chính trị Việt Nam buộc phải ngày càng thay đổi cởi mở hơn. Những hoạt động và hy sinh của chị Nghiên là nguồn động lực lớn để tôi bước qua sợ hãi trên con đường đấu tranh vì một Việt Nam tự do, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.